you know, when we're coming. Just for washing your hand. Yeah. Kiitos. Mikä täällä oli, kun täällä Viltsun pikkusisko täällä oli? Ja meidän vaimona. Should wait until he come down a little bit to get his dishwashing. Me meidän vaimona. 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 Mẹ trong bụng mẹ bây giờ ra rồi đó, không à? A little bit shocked. Yeah. I just go home and parents have new baby here. Yeah. Mẹ vẫn thương em mà. Uh-huh. Why did I scan cocks while I'm gone? Uncle? Chờ anh một tí nè. Anh đang bị sốc nhẹ nhỉ? Nè. Mẹ đang yêu quá. Haluatko sä halata vauvaa, haluatko? Omena. Et sä ole emmakään, sä et ole emmakään. Kokeile tästä, kokeile. Pienet jalat on. Meidän ei ole jollain bonja. Take picture for... Picture for Jere, that I was the first one. Yeah. He still look at baby. Tällainen pieni vauva oli tullut tänne sun kaveriksi. Vitsi, olet iso poika, kun susta on tullut iso veikka. Mm. I just shock a little bit. Yeah. You need time. Onko se syliivää tuukka? Có thương em bé miếng kìa. Onko se Viltsun vauva onko? Viltsun pikkusisko on. Xíu. Kiểu như là mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho em Bon là và em Bon đi về thì cũng ôm em Bon và đón em Bon bên ngoài, nhưng mà Thủy nghĩ em Bon có hơi sốc một chút xíu. Mà mặc dù bình thường em Bon rất là thích em bé, ra đường thấy em bé là cứ chỉ mẹ ơi em bé nè, rồi cứ thấy ai đi xe đẩy cũng gọi là em bé hết. Xong tự nhiên đi vắng mấy hôm nay về nhà thấy nhà lại xuất hiện thêm một đứa con nít. Nhưng mà em Bon sẽ cần thời gian thôi, nhưng mà không cũng có thể là tại vì lúc mà vừa về em, lúc mà em Bon đi rửa tay, em Bon đang khóc á, có nghĩa là cái tâm trạng không được tốt, cho nên gặp em bé liền lại càng bị sốc thêm nữa. Thì để xem tối nay em Bon sẽ có phản ứng như thế nào. Wow, William có nhiều xe quá. At least he did something make him happy now. Wow, nhiều xe mới thế nhỉ? Where you get that car? Because when
We get them. William was so small and he couldn't play with them, so we put him on a ball and I find trying to find him baby things and all these too. Ah, oh, that's the one. Does he look like William? Yes. Yeah, em bao có gì vậy? Bé. Gilly bị gọn đó. Bé. Bé, bé, bé. Bé, 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 bé. Thích em của mẹ quá à. Bé ngoan của mẹ. Why is William so big today? Or because we've been seeing the baby, so did you see that? Yeah, I feel the same. Out, out. À, cái này để làm gì đó? Em Bon ơi, cho em bé sẽ chơi đồ chơi với kìa. Cho em bé chơi đồ chơi với. Ờ, mang đồ chơi lên cho em bé chơi với. Try to do not understand anything. But normally he like baby so much. Yeah. Wow. Say. Cho em bé chơi chơi ô tô với. Too much time. But that's good for him. He has something like to make him happy now when he's shocked. Yeah. Tänään voisi mennä pikkusisko sulla on. Tuu sanoa vaan moikka sille tuukko. Niin, sano sisko moikkaa sua. Moikka. Có thơm em bé miếng. Niin kiva pieni vauva teillä on. On kiva. Eikö se ole? On. Niin kiva vauva. On tuo. Kato. Ai. Ai. Kuulta se sieltä päälle. Noin. Bây giờ Bon đã chịu lại gần hơn với em bé, đã có đồ chơi. Em bé gọi điện là gọi anh Bon đó. Em Bon, em bé đang gọi anh Bon đó. Lấy đồ chơi của em bé, đây đồ chơi em bé. Ô hô. Cho em bé một cái đi. Anh Bon cho em bé một cái đi. Yksi jäi vielä. Oletko sänki? Viedätkö sä vauvalle sen vielä? Cho em bé đi, cho em bé đi. What? Where that Pokemon I didn't see before? Been there. Huh? How do you do that? Cool. Yeah. Tää meni jännittää. Paljonko pikkusisko mökkää yöllä? Siku Raptori, niin oliko tää Siku? Kansi? Ei ollut Siku. Ai niin, sitten Viljami otti kun mummo on otti. Oi, oi, oi. Oho. Oho. Oi, oi, oi. Aiti. Em bé hả? Em bé. Có muốn lên thơm em bé không? Yeah. Có hả? Vậy lên đây, bỏ ô tô lên. Voi. 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 Đúng rồi, voi. Dạ. Voi của em bé đó. Dạ, voi. Voi, đúng rồi. Thế con muốn thơm em bé thì lên đây. Con muốn thơm em bé không này? Mẹ cho em bé qua đó cho con thơm nhá. Con thơm em bé không? Dạ. Em bé đang uống mẹ. Em bé đang... Ừ, em bé đang uống sữa. Yeah.
Con vuốt chân em chưa? Sờ chân em rồi hả? Chưa. I can push out the... Thôi giúp con lên á, nhưng bây giờ mẹ đang cho em bé tí mẹ mà. Em bé của ai? Ai? Em bé của ai? Yeah. Của William. William. Em bé của William. Ai đi? Con muốn lên thơm em mấy hả? Ôi dồi ôi. Còn con thơm em đi. Thơm quá, thơm lại miếng nữa, thơm miếng nữa. À, biết sao? Thơm thật đâu em nhá. Ngọt quá, thơm quá. Thơm quá. Thơm nữa hả? Thơm quá. Em đi thơm đi. Ơi. Qua đây, qua đây này mẹ nằm. Con qua sau lưng mẹ đi rồi mẹ ôm. Qua đây mẹ ôm em này. Chỗ này của em bé mà con nằm vậy kê phải em bé thì sao? Em à. Em Bon có cà cà hả? Em bé. Em bé. Mami. Ê. 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 Nè sẽ phụ vào là nè con. Quá. Nè sẽ phụ vào là nè con. Ê cơ. Thơm em bé hả? Mua.